Và chào các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu tiếp theo rồi. Khi mình tạm này thì đây chính là game thủ Botox màu đỏ của ông ta, người chiến thắng trong game đấu thứ hai vừa rồi, đó chính là KT Roster Start. Này có vẻ bên Hàn Quốc cũng hơi đã bắt đầu lạnh lạnh rồi thì phải. Đây là game thủ rớt màu cam của ông ta, anh ấy chính là SK Telecom T1 Su. Su có tư thế ngồi nó hơi kiểu rụt rụt cổ một tí. Này chúng ta là ở trên map Nimbus các bạn, một cái map với 4 vị trí xuất phát. Là hai game thủ của ông ta hiện nay thì đang cùng xuất phát ở hai cái vị trí bên cánh tay trái đấy ạ. Và đây là hai vị trí có thể nói rằng là lao vào chơi nhau rất rõ. Mình cũng không biết rằng là hai game thủ này có quyết định chơi nhau từ sớm không hay là sẽ macro game đây. Trả lời cho bạn Tùng Lùn là từ nãy giờ mình chưa làm gì cả đâu. Mình vẫn để nguyên, mình chả làm gì cả đâu. Cho nên là chắc là bạn ấy thế nào thôi. Mình cũng chả thao tác gì trên máy tính cả, chả cho nhỏ gì mà chả cho to gì cả. Vẫn thế. Chẳng qua chắc là lúc nãy chả nói gì thì bạn nghe đấy 2 tiếng thôi. Có thể thấy rằng hiện nay thì Su đã quyết định ăn mỏ 2 rồi. Vâng, thời đây chính là thời điểm. Trong đó Potok đã đặt xuống mỏ 2 cho mình. Các bạn nhìn thấy rằng là con Upload đã sai nơi và nhìn thấy phát hiện ra mỏ 2 của đối phương. Như vậy thì hai game thủ của chúng ta là quyết định coi như là ăn hai mỏ rồi. À, bình thường thì đây là một những cái diễn biến rất là bình thường các bạn. Trên những cái map này thường các game thủ sẽ ăn mỏ như vậy. Và đây chính là một cái cũng có thể gọi là một cái điểm yếu trong tâm lý thi đấu ở trên cái map Nimbus này. Nếu như rớt mà có ý định là chi six pool luôn thì sẽ khá là nguy hiểm cho Potos, vì là khi mà Potos đặt được cho mình cái gate này thì có nghĩa là rớt linh nó sang nơi rồi và sẽ khá là khó khăn trong việc phòng ngự. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay thì con pop của anh Stark đã sang đến nơi, đã phát hiện ra mỏ của đối phương rồi. Hiện nay thì rớt đã bắt đầu ăn ra xuống mỏ thứ 3 cho mình sau khi phát hiện ra Potos ăn mỏ 2. Đối lần này thì sẽ có opening khá giống so với cả trận thứ 2 vừa rồi. Chúng ta cứ thử chờ đợi xem là game thủ Stark của chúng ta sẽ bắt đầu tách nhà nào đầu tiên. Theo tôi nghĩ rằng là khi một cái map đấu lần này, anh nghĩ tốt nhất là nên đặt cho mình nhà Stargate để có thể làm follow theo một cái kịch bản nó khá quen thuộc của Potos. Potos thì thường là sẽ tích lên cho mình Stargate đầu tiên để có thể là lên Phoenix, đi Harad hoặc là lên Orker. Thì cái hai cái cách này thì đều khiến cho Thơ sẽ phải bắt buộc sẽ phải làm lên cho mình Hydra thôi bạn, lên Hydra để có thể là counter lại không quân của đối phương. Và với cái việc mà lên Hydra như vậy thì theo cá nhân tôi đánh giá thì sẽ phòng ngự được không quân của Potos khá tốt. Tuy nhiên rằng đây cũng là một trong những cái kịch bản mà Potos đã bày sẵn ngay từ đầu, tức là Potos sẽ tiếp tục lên thêm cho mình Colo nữa để có thể lên cho mình Blink Colo. Blink Colo là một cặp đôi có thể nói là khá là mạnh trước Rot Hydra. Cho nên rằng là Zerg sẽ phải bắt buộc sẽ phải tách tiếp cho mình lên Cooper hoặc là Muta để đi Harad. Và như vậy thì cái nhà Stargate ngay từ lúc đầu tiên của Stark sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả khi mà có thể lên tiếp cho mình được Muta cũng như là lên Phoenix để counter lại Muta cũng như là Scooter thôi bạn. Còn thời gian hiện nay thì Phoenix đang bắt đầu rồi đấy. Phoenix đang bắt đầu được phát ra cho game thủ Stark rồi. Và đây chính là cái kịch bản mà Potos chuẩn bị ngay từ đầu. Giờ không biết sẽ làm thế nào đây. Này thì chúng ta thấy rằng là con Sentry đuổi được con Overlord ra ngoài rồi. Ở đây Phoenix bắt đầu bắt Overlord thôi. Khi mà có Phoenix thì Potos của ta có thể là control map khá tốt và cũng như là giảm được cái khả năng control map của Zerg. Zerg bắt buộc sẽ phải sử dụng cho mình những con Zergling để mà đi scout thôi, chạy loanh quanh trên map để xem đối phương đưa quân đi đâu và làm gì đấy. Phoenix tiếp tục tăng lên. Này các bạn thấy rằng là hệ Zergling đã bắt đầu được mob ra rồi và Su bắt đầu đặt thêm cho mình những cái Spore Caller ở khắp nơi để phòng ngự chơi những con Phoenix lần này. Này thì mới có một Spore Caller thôi nhưng sắp sửa phải ra thêm 2 Spore Caller nữa. Này thì Phoenix thì cũng mới chỉ lên đến khoảng tầm con số 4 thôi nên nó vẫn chưa dám manh động chút nào cả. Nó có thể lao vào thời điểm này nhưng mà rất có thể dễ dàng sử dụng Queen để phòng ngự được.
Đang đây là Dơ Linh được đưa ra ở vị trí mỏ 3 rồi. Ngay sau khi mà phát hiện là đối phương có phong lịch thì Dơ sẽ phải lên cho mình con Dơ Linh, vài con Dơ Linh để phải đi scout khắp nơi để bạn cứ giải ra xung quanh map để đối phương đưa phong lịch đi đâu và làm gì. Thế là này thì Dơ đã thêm cho mình hai cái nhà Evolution Chamber chỉ bị nâng cấp rồi. Chắc là sẽ nâng cấp 1-1 thôi. Dơ đang bắt đầu nâng cấp cho mình đời 2. Vừa nâng cấp đời 2 cho quân đội rồi. Và bây giờ thì bên kia thì Proto bắt đầu đưa cho mình Phoenix sang để harass. Với có 4 con Phoenix ở đây mà thôi. Vâng, đang bắt đầu nhấc mấy con drone lên. Ưu tiên đầu tiên là chính là bắt những con drone đang khai thác ga. Sau đó bắt đầu vòng qua để mà harass ở vị trí bên trong mỏ thứ 2. Nên thì Proto tạo hoàn thành xong cho mình nhà Fox và cũng như là nâng cấp, cũng như là nhà Robotic Facility rồi. Chuẩn bị sẽ là robotic bay để đặt xuống để nâng cấp lên Colo. Vâng, Phong Lịch đang ở đây định chơi không? Vâng, rút về thôi. Với việc có 6 con Phong Lịch thì Proto có thể là thay phiên nhau thì các bạn cứ con nào mà còn đầy plasma shield thì đẩy lên phía trên trước. Còn nào mà ít plasma shield hơn thì đẩy thì được đưa ra phía sau để có thể là chia đều cái lực đam của Spore Caller ra. Như vậy thì có thể dễ dàng harass và cũng như là bảo toàn được cái lực lượng Phong Lịch của mình. Tuy nhiên là những cái kỹ năng này thì nó chỉ có thể phát huy được những cái lúc đầu game hoặc giữa game thôi các bạn, giữa game khi mà hai bên còn ít việc để làm, chứ còn càng về sau này thì càng khó. Bởi vì là về sau này khi mà về cuối game thì các game thủ của chúng ta có quá nhiều việc để làm, tức là khi vừa phải macro lại còn vừa phải micro nữa thì nói chung là nó quá khó luôn. Còn chúng ta thì thấy là hiện nay thì Dơ bắt đặt xuống cho mình Rốt Raven rồi. Như vậy thì Dơ sẽ lên cho mình Rốt Hydra. Đúng như kịch bản mà Protoss đã chuẩn bị ngay từ đầu đấy ạ. Và bên cạnh đó thì Dơ sẽ lên thêm cho mình một nhà Infestation Pit. Thế có thể là lên cho mình con Viper để kéo Colo nữa. Và thế rằng hiện nay thì Proto bắt đầu ăn mỏ thứ 3, việc là War In ở bên cánh phải vào rồi. Phong Lịch hiện nay cũng mới chỉ có 5 con thôi, không phải 6 con như chúng ta dự kiến đấy. Và Infestation Pit, Road Raven và nhà Spy đều đặt xuống trong cùng một thời điểm như này. Và thế rằng hiện nay thì Zerg đang nắm khá rõ cái đặc điểm của cái trận đấu lần này khi mà nhìn thấy start lên như nào rồi đã. Kịch bản trận chiến cũng đã khá là quen thuộc rồi. Và ở phía bên Proto cũng đang bắt đầu lên cho mình Colo cùng với cả nhà Twilight để có thể nâng cấp cho mình Link Stalker. Ngay sau khi Twilight hoàn thành xong thì bắt đầu Proto nâng cấp cho mình cộng 2 tấn công luôn. Proto cũng đang bắt đầu nâng cấp cho mình cả nâng cấp tầm bắn xa cho Colo và nâng cấp cả Blink nữa. Kịch bản chúng ta đã dự đoán từ đầu game, bây giờ nó đã linh nghiệm rồi đấy ạ. Này các bạn thì thấy rằng là những con Phoenix vẫn đang lượn lờ ở đây và cứ con nào mà còn plasma shield đẩy lên phía trước để mà chơi với cả Spore ngay. Nhưng mà có vẻ là giờ là hơi khó rồi. Thời điểm này là có quá nhiều việc để làm rồi. Colo và Senshi bắt đầu đưa ra ở phía bên ngoài. Thời điểm này Proto định tấn công chăng? Tôi nghĩ rằng thời điểm này không phải thời điểm mà Proto nên đưa quân đi như này. Mà có đưa quân đi thì cần phải đưa thêm ma sức co đi kèm để recon. Chứ bây giờ mất con Colo sẽ rất là mệt. Bạn nhìn thấy rằng là bây giờ thì Su không phải là lên cho mình Viper để mà kéo Colo nữa, mà anh ấy lại đang lên cho mình nâng cấp cho Infector ạ. Anh định phăng gờ con gì thế ạ? Có lẽ là hiện nay anh ấy đang chủ động vào việc là phăng gờ con Phoenix. Với cái việc mà đối phương mà lên nhiều Phoenix cơ thì dùng nó mới hiệu quả. Chứ bây giờ lên mới có khoảng 5 con mà lên Phoenix thì có vẻ tôi đánh giá không hiệu quả lắm. Nên các bạn thấy rằng Muta và Cooper đã sang nơi rồi. Tuy nhiên là Proto phòng ngự ở mỏ thứ 3 khá chặt. Cho nên chắc là phải rút về vị trí phía sau thôi. Này rớt lên cho mình thêm 3 con Infector. Có vẻ anh ấy đang muốn ép trận chiến này sẽ nghiêng về phía Phoenix nhiều hơn. Này thì Proto đã chuẩn bị sẵn với việc là thêm cho mình 2 cái nhà tăng hết rồi. Như vậy sẽ có rất nhiều Phoenix. Và với cái việc mà nhiều Phoenix như này thì có lẽ là Su mới là người răng kịch bản để bạn. Vâng, anh ấy đang bẫy start trước với việc là để cho đối phương lên thật nhiều Phoenix mà. Vâng, cứ lên nhiều Phoenix mà. Sau đó bắt đầu là anh ấy phăng G. Tuy nhiên là cái việc mà kịch bản là lái vậy, và thực tế thì nó sẽ là câu chuyện khác. Tại vì rằng là nếu như Phoenix mà nó né được phăng G thì coi như là rớt, coi như là xác định luôn. Trận chiến này, đây là các bạn nhìn thấy đây, nó nhìn thấy Infector rồi. Với cái việc mà nhìn thấy Infector như này thì chắc chắn là Su sẽ phải chuẩn bị cho mình một con 2 Templa đi kèm nữa để feedback. Chắc là cũng phải khoảng tầm vài con, 2-3 con gì đó để feedback được mấy con Infector kia. Khi feedback mà chưa phát còn nhìn xác định luôn đấy thưa bạn. Hiện nay thì Proto đã thêm cho mình một nhà Robotic Facility nữa rồi. Anh đang định lên Double Colo chăng? Này thì Zerg đang lên cho mình thêm một nhà Crystal Spy để có thể là lên
để có thể nâng cấp thêm tầm nâng cấp 22 cho không quân, và cũng như là có thể là lên cho mình cả con boot lót nữa. Này thì Poto của ta lên đang lên con Colo thứ hai. Anh không biết anh có quyết định lên tiếp Colo như mình không đây. Chúng ta thấy là hiện đang con của Poto bao di chuyển rồi. Với lượng Phoenix hiện nay đang là 9 con, Stalker là 13 và 13 con Zilot nữa. Có thể nói rằng với đạo cuộc lần này của Botot counter lại mấy con Zilot khá tốt. Tuy nhiên là hiện nay nó một pha, vâng một pha recall rồi. Hiện nay thì Phoenix đang bị kẹt ở vị trí bên này, đã mất 3 con Phoenix rồi. Này Botot của ta đang để rất nhiều Zilot ở vị trí mỏ thứ tư của mình để phòng ngự. Thời điểm này trận đấu của ta đang bắt đầu nghiêng, đã bắt đầu về đến late game rồi, khi mà tất cả các hai bên đều lên unit đời cuối của mình. Ta nhìn thấy rằng là rất thì đang lên cho mình 3 con Ultra nâng cấp và cắn nhanh, nâng cấp giáp phải đủ thứ nâng cấp cho đạo quân lần này. Trận đấu lần này của chúng ta thì Su đã quyết định rồi, anh ấy đã quyết định lên cho mình Ucha với cả Zerglin để có thể càn quét đạo quân của đối phương. Còn Muta với Cooper chỉ lên làm nhử mồi thôi. Và ngay cả ở phía bên kia Stark cũng đã về hình như là cũng đã cảm nhận được cái điều này khi anh ấy chỉ lên một số lượng Phoenix rất là cầm chừng thôi. Vâng, Fanger rồi. Fanger chính xác rồi. Nói chung là cứ Fanger chính xác như này thì khả năng chiến thắng của rất là cao đó bạn. Zerglin này tràn ngập ở vị trí mỏ thứ tư rồi và bắt đầu cắn, vâng cắn Nexus đây, cắn Nexus đây và không được rồi, Colo có hai con đây rồi, không ổn rồi. Này Zerglin đang vòng ở vị trí phía bên mỏ thứ hai và một ít Zerglin được đưa thẳng vào vị trí mỏ hai, sau đó rút về. Tôi mới trao được bật ở vị trí mỏ thứ ba rồi. Này giờ đang bắt đầu ăn mỏ thứ tư cho mình các bạn. Qua nhìn thấy Ucha đã có mặt rồi. Những con Ucha này là những con hút đam rất tốt, kiểu hứng gạch đấy. Được móp ra chủ yếu là nhiệm vụ hứng gạch là chính thôi. Sau khi hứng gạch xong thì bắt đầu Zerglin lao lên để có thể là kết thúc được đạo quân của đối phương. Vâng, đây rồi. Blue Lord bắt đầu được mo rồi, và ở phía bên kia thì game thủ của tổng tao đã bắt đầu lên cho mình thêm cả cái con Mahasip nữa thưa bạn. Này 7 Blue Lord đang bắt đầu được mob ở vị trí góc này thưa bạn. Photon đang lên cho mình thêm Mahasip để có thể là phủ tấm áo choàng tàng hình cho đạo quân của Photon thưa bạn. Các bạn có thể thấy rằng là hiện nay thì Zerg đang lên cho mình Blue Lord này, Ucha này, thêm cả nâng cấp giáp và nâng cấp cộng tấn công nữa. Vâng, đều những nâng cấp rất quan trọng cho rất thời điểm này. Đều tập trung vào việc càn quét cũng như hủy diệt đạo quân của đối phương. Chúng ta có thể thấy là sau lưng của Ucha còn có thêm cả mấy cái con Queen để đi theo để hồi máu nữa các thứ bạn. Vâng, đấy hai bên bao nhìn thấy nhau rồi. Vâng, nhìn thấy nhau rồi. Ucha lao vào để cạp Pylon luôn. Cancel không? Cancel không? Vâng, cancel được 3 cái rồi. Đặt 4 cái, cancel được 3 cái. Hiện nay thì Poto của ta đã bắt đầu có ma ship ở đây rồi. Tuy nhiên là trận chiến lần này tôi đánh giá rằng là Poto của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh cho với cả đạo quân lần này của Su. Su này đang lên một cái đạo quân, một bộ quân đội rất là hoành tráng với Ucha, Bootlord, thêm cả Zerglin nữa. Infector, Cooper, có thể nói rằng cái đạo quân lần này của Zerg đều là những unit rất là mạnh. Tuy nhiên là bù lại thì cái lượng farm sẽ rất là lớn cho những đạo quân này. Và Zerg sẽ không có nhiều, Zergling sẽ không có nhiều những quân đội nghiêng về hướng số lượng. Các bạn nhìn thấy đây, Ucha đang ở đây. Vâng, Poto của ta đang bị kẹt ạ. Vâng, lên được đến nơi rồi. Lên đến nơi rồi. Overseer đang ở đây, đã nhìn thấy đây là quân của Poto rồi. Vâng, Ucha lao vào cạp rồi. A Châu đâu? Vâng, A Châu hiện nay đã bị Fanger rồi. Queen đang đứng ở vị trí sau để hồi máu cho những cái con Ucha kia, nhưng mà Ucha vẫn chết thưa bạn. Có vẻ không ổn rồi khi mà Immortal nó khỏe như vậy. Immortal nó chơi Ucha nhanh quá. Bây giờ Valiant bắt đầu xí rồi. Vâng, bây giờ thì này Tempest lên nơi rồi. Hiện nay vẫn còn hai con Ucha đang cắm Nexus ở đây. Tempest đang tay thẳng vào đầu của Bulldog luôn. Bulldog này vẫn đang liều mạng lao lên các bạn. Hiện nay còn có 3 con, 4 con Immortal đang ở vị trí dưới này. Tuy nhiên là Overseer nhìn thấy được con. Vâng, đã nhìn thấy rồi. Này thì cũng nhìn thấy rằng Zerg đã phá xong được vị trí mỏ thứ tư, đang bắt đầu lao ra ở đây. Này thì Tempest đã không có một vị trí thuận lợi nào cả, với Tempest bắt đầu bị target rồi. Hiện nay Cooper target được vào con Tempest rồi. Tempest cần phải rút trở về ngay, Này Ucha cạp, vâng Ucha cạp xong con Colo rồi. Này các bạn nhìn thấy rằng là quân đội của Zerg vẫn còn hai con Bulldog ở đây, thêm cả Queen đứng để lên nữa. Infector đứng ở vị trí sau để có thể Fanger. Vâng, không được rồi, Immortal không thể nào chơi được mấy con Immortal không thể nào chơi được. Này Poto ta đâu, ok, tại sao không rút Immortal vào bên trong Massive Core? Không được rồi, hiện nay các bạn nhìn thấy rằng chỉ có một con Vayne ở đây thôi. Vayne để mà chơi được Cooper mà thôi. Cooper chơi xong được Massive rồi. Massive hiện nay thì đã biến mất, và như vậy chúng ta sẽ cần phải có Massive mới. Cái này Zerg của ta mob ra rất nhiều. Vâng, anh đã bắt đầu đảo tách xong rồi. Sau khi mà cái đạo quân chính của mình, tức là đạo quân Ucha, Bootlord với cả Queen hoàn thành xong nhiệm vụ đó là càn quét đạo quân chính của đối phương, thì ngay lập tức thì Su bắt đầu đảo hướng sang sử dụng cho mình Zerglin. Zerglin là những unit chủ yếu tập trung vào việc là càn quét thưa bạn. Vâng, các bạn thấy đấy, nó càn quét rất nhanh nhờ cái tốc độ di chuyển nhanh và cũng như có thể sâu ra đối phương. Tuy nhiên hiện nay Poto của ta vẫn còn cho mình con Colo ở đây, không ổn rồi. Thì Zerglin quá hổ báo đó, một Colo không thể quét được hết cái đàn Zerglin này, nên Zerglin lao và cắn thẳng Immortal cũng phải Colo luôn. Vâng, mất Colo rồi, không ổn rồi. Poto của ta cần phải lên cho mình thật nhiều Colo nữa. Hiện nay lúc nãy có 5-6 con Immortal, thì bây giờ chỉ còn khoảng tầm 3 con mà thôi. Poto của ta cần phải lên thêm mình 2 Templa Ma Ship cùng với cả thật nhiều Zerglin để đạo counter lại đạo quân lần này. Nếu như đối phương mà lên thêm cho mình những con Zilot, những con Zerglin nữa, nên các bạn nhìn thấy rằng đạo quân chính của Zerg lại chuẩn bị quay trở lại với việc là lên thêm
Ultra xong rồi lại còn thêm cả Cooper như kia nữa, lại sắp sửa thêm một đàn Bootlord để di chuyển sang vị trí mỏ của Protoss rồi. Nhưng mà Rớt đã bắt đầu tập trung ở vị trí phía trên, còn phía tiền tuyến của Rớt hiện nay đang rất nhiều quân đội, thêm cả Infector bắt đầu đẩy lên rồi. Lần này có vẻ là Rớt chuẩn bị tấn công thẳng ở vị trí mỏ 2 chăng? À mỏ 3 là mỏ 2 đây. Vâng, đây là vị trí mỏ 4. Mỏ 4 hiện nay còn đang xây rồi, bạn còn chưa ra được cái nơi kìa. Hiện nay Cooper, vâng, Cooper rất hổ báo định lao lên chơi con Tempest nhưng mà có vẻ bỏ qua rồi. Hiện nay Rớt tập trung ưu tiên vào phá mỏ thứ tư của đối phương hơn. Vâng, phá vào đối phương để cho đối phương lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, bắt đầu thì mình dễ dàng hạ gục đối phương. Nên các bạn thấy rằng là Protoss đang lên cho mình thêm hai con Immortal, nhưng có vẻ là cái nền kinh tế của anh ấy không thể đủ cho anh ấy có thể lên tiếp cho mình những con Tempest hoặc là con để lên thêm cho mình Tempest hoặc là những con Vray nữa. Hiện nay thì cái lực lượng Cooper có vẻ là đang làm việc rất hiệu quả khi mà liên tục xử lý được Colo với cả Mothership. Bây giờ Protoss cần phải có một cái ưu tiên nào đó để chơi được những con Cooper kia. Có vẻ anh ấy sẽ quyết định sử dụng hai Templar để có thể là Storm rồi. Này thì quân đội Protoss lại đặt cho mình mỏ thứ tư thêm một nữa, nhưng mà rất đang lao ra ở đây. Không được rồi, hai Immortal bị bắt rồi. Kiên đội buộc tôi đâu, đưa về hai Templar lại này vẫn chưa có Storm thì phải, vẫn chưa dám Storm bắt nào cả. Thế quân đội của ấy đang lao lên. Vâng, quân đội của rất đã rút về vị trí sau rồi, sau khi mà có Protoss đưa quân về để phòng ngự ở đây. Tuy nhiên hiện nay Zergling có vẻ rất hổ báo, đang bắt đầu cắn đủ thứ ở đây rồi. Vâng, cắn Cybernetic Core rồi, cắn Pylon đủ thứ rồi. Mình thấy rằng Tempest thì vẫn đang bắn lên, nhưng mà có vẻ số lượng Tempest này đang quá ít. Có một con Tempest thì không thể nào là giải quyết được vấn đề gì cả các bạn. Hiện nay thì mỏ thứ tư lại bị phá đến phát nữa rồi. Vâng, Protoss đã phải cancel lên một lần nữa. Hiện nay thì vẫn chưa có mỏ thứ tư cho game thủ Protoss của ta, trong đó đối phương đã có đến tận mỏ thứ năm rồi. Vâng, có vẻ rất là khó khăn cho Protoss thời điểm này. Protoss đang phải warp thêm cho mình thật là nhiều do để phòng ngự nữa. Có vẻ không ổn rồi khi mà hiện nay thì Zerg đang lên thêm cho mình 8 con Cooper. Như vậy sẽ trong một nửa số lượng Cooper hiện nay thì sẽ được móp ra thành Bootlord. Và nếu như cái lực lượng mà không có Colo này thì rất là khó cho Protoss để phòng ngự được những con Bootlord như vậy. Vâng, Fanger rồi, xong rồi, Stalker đứng im rồi. Đạn Stalker này coi như bỏ mạng hết hoàn toàn đây luôn. Hiện nay thì Protoss của chúng ta có rất nhiều Immortal để đối đầu với cả Ultra, nhưng không có bất kỳ một con Colo nào để quét sức linh cả. Bây giờ mà một đàn sức linh mà sổ sang coi như là xác định luôn thưa bạn. Này thì cũng may là Zerg của chúng ta cũng hết farm rồi, chứ không bây giờ sức linh nó ra thì coi như là đúng là tận diệt luôn. Hiện nay Cooper chúng ta vẫn chưa móp ra thành Bootlord, nhưng đang có khoảng tầm 19 con Cooper ở đây. Vâng, Ultra lại bắt đầu ngồi cắm đấy, sợ rồi. Này, Protoss đang bắt đẩy quân của mình lên rồi. Immortal, vâng, Immortal sẽ dễ dàng làm cỏ ba con Ultra thôi, nhưng Ultra di chuyển rất nhanh như vậy. Mình đã thoát được rồi, thoát khỏi tầm tấn công của Immortal rồi. Immortal thì nói chung là di chuyển rất là chậm chạp, cho nên là rất là khó khăn để đuổi kịp với những con Ultra đâu thưa bạn. Ultra mặc dù rất là cồng kềnh, nhưng mà nó vẫn có thể là nó mặc dù nó cồng kềnh nhưng mà nó vẫn có thể là di chuyển rất nhanh trong địa hình, trong bất cứ một địa hình nào thưa bạn. Các bạn nhìn thấy rằng hiện nay, vâng, la rồi, hiện nay rớt đang bắt đầu chia quân của mình ra đây. Lao vào rồi. Cuối cùng ta rút quân lên ở vị trí phía trên. Hiện nay Fanger rồi, nhìn thấy những pha xóm liên tục thêm ở tham warp nữa. Cooper chơi xong rồi con ma ship rồi. Hiện nay các bạn nhìn thấy rằng Tempest Colo đang đứng đây chơi hờ ở đây rồi. Vâng, Ultra Cooper coi như là có quá nhiều việc để làm luôn. Hiện nay các bạn nhìn thấy rằng Cooper và Ultra rút về vị trí sau, có lẽ chết hết queen rồi, cho nên cũng không dám hổ báo nữa. Nhưng hiện nay Protoss của ta có vẻ chính là người hổ báo nhất khi mà đưa cả Atom, Immortal với cả Colo lên. Hầu như là không có những unit nào hỗ trợ ở vị trí phía sau cả được bạn. Hiện nay với việc bốn con Atom ở đây để anti-air là quá liều mạng. Quá liều mạng thời điểm này khi mà đẩy quân lực quân lên như vậy. Anh ấy không có Pylon, không có Warpism để có thể warp quân. Không có thêm Zeon thì không thể nào đối đầu được với cả quân đội của Protoss, quân đội của Zerg thời điểm này cả. Khi mà Zerg đã có đến tận mỏ thứ 6 cho mình rồi. Không ổn cho Protoss của chúng ta một chút nào cả. Vâng, anh quá liều mạng ở đây, đưa một con Atom lên như vậy. Một con Pop lao lên đặt Pylon nhưng mà bị đối phương phát hiện rồi. Immortal chắc sẽ chết nhanh cho con bát này thôi từ bạn. Hiện nay thì Cooper nó có bạn ở đây. Cooper vẫn chưa móp ra thành con Bootlord nào cả, nhưng mà hiện nay tôi nhìn thấy những con Infector bắt đầu warp thêm rồi. Infector chỉ việc lao lên Fanger thành công, coi như Ultra với Zerg chỉ việc lao vào kết thúc trận đấu thôi. Hiện nay cũng ra xem hiện nay Zerg đang ăn mỏ thứ 6 cho mình, đang chờ mỏ thứ 6 hoàn thành xong. Đang có 9 con Ultra ở đây. Vâng, nhưng mà Immortal làm sao mà đỡ nổi đây. Vâng, Fanger rồi, Storm rồi, Storm liên tục rồi. Tuy nhiên Ultra áp sát được vị trí của Colo với cả Immortal rồi. Mình nhìn thấy Infector, úi rồi, không được rồi, hết mất rồi. Vâng, hai con Atom lượng nhập và đứng giữa combat luôn. Chờ hở đấy coi như xác định rồi. Và như vậy là GG thưa bạn. Tỷ số của chúng ta hiện nay đã là 2-1 rồi, tạm nghiêng về phía game thủ Su của chúng ta. Xin chúc mừng Su. Anh ấy chỉ còn có một điểm nữa thôi là anh ấy sẽ là người chiến thắng trong BO5 lần này. Start sẽ phải thì đấu thật sự là khác biệt nữa ở trong game đấu thứ 4. Thế tiếp theo của chúng ta sẽ ra ở trên map Overground.
một cái map với 2 vị phát. Và đây chính là game đấu có thể nói là cũng khá quyết định cho game thủ Start. Hiện nay thì có vẻ là huấn luyện viên của team KT Roster hay là đúng không nhỉ? Hình như huấn luyện viên chạy đã phải vào phòng thi đấu để có thể là tư vấn thêm cho học trò của mình rồi. Hiện nay Su vẫn đang rất là bình tĩnh chưa bạn? Giữa Start và Su luôn có một cái khoảng cách. Nên Su có vẻ là vẫn rất là ung dung thoải mái khi chuẩn bị cho game đấu thứ tư tiếp theo. Và chúng ta sẽ đến về game đấu thứ tư ngay bây giờ thưa bạn. Game thứ tư sẽ diễn ra ở trên map Overground.